Nhà sản xuất đồ chơi số 1 thế giới chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Thưa quý vị, theo Bloomberg đưa tin, chiến tranh thương mại đang làm thay đổi cục diện của ngành kinh doanh đồ chơi khi mà công ty Hasbro đẩy nhanh kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc và dự định mở nhà máy mới tại Việt Nam và Ấn Độ. Công ty Hasbro là công ty sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới, sở hữu bản quyền của nhiều sản phẩm đồ chơi được ưa chuộng nhất hiện nay như là Frozen và Avengers. Công ty cho hay tỷ lệ hàng hóa Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc của công ty có thể giảm xuống mức 50% trước thời điểm cuối năm 2020. Hasbro là công ty mới nhất thay đổi chiến lược sản xuất trong bối cảnh căng thẳng Hoa Kỳ-Trung Quốc leo thang. Ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy dây chuyền sản xuất toàn cầu Hasbro đang thay đổi một cách mạnh mẽ, dù trước đó công ty này từng dựa dẫm vào công xưởng của thế giới, Trung Quốc. Nhiều công ty toàn cầu như là Intel đang xem xét lại kế hoạch sản xuất, trong khi những công ty khác đang đẩy mạnh việc đa dạng hóa nhằm chia nhỏ rủi ro càng nhiều càng tốt. Thưa quý vị, ông Brian Goner, giám đốc điều hành của công ty Hasbro tin rằng Trung Quốc sẽ vẫn là nơi sản xuất hàng hóa chất lượng cao với chi phí thấp và vẫn giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới toàn cầu. Bà Deborah Thomas, giám đốc tài chính của công ty Hasbro, cho biết là một số nhà bán lẻ đã tạm ngưng các đơn đặt hàng nhập hàng trực tiếp từ một số điểm sản xuất trong tam cá nguyệt thứ hai năm 2019. Lý do là vì họ muốn tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình chiến tranh thương mại